Chào quý vị đến với Thanh Mai Show. Thưa quý vị, cuộc sống này thú vị lắm ạ. Có những điều nhỏ nhặt mà đôi khi có thể khiến chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giống như là một ngày bạn ra đường, tình cờ phát hiện thấy là mấy cái đồng tiền lẻ dùng để gửi xe trong ví mà người yêu đã dúi cho từ lúc nào không biết. Hay sau một ngày đi làm về mệt mỏi, rã rời, bạn về nhà và để thấy trên bàn là có cái phần ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho mình và những cái món mình rất là mê trong tủ. Cũng có thể là một số điều vụn vặt, nhưng cách mà người thân quan tâm khiến cho bạn có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Chào đón quý vị đến với chuyên mục Trò chuyện cùng Mai. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào để giữ được tình yêu bền lâu trong hôn nhân. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tham khảo ý kiến với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào chị. Xin chào chị Thanh Mai và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, chúng ta cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái phương cách làm thế nào để giữ được cái tình cảm lâu bền, tình thương với nhau. Nhưng mà còn sau khi kết hôn thì sao? Tại vì sống với nhau mới yêu nhau vài ba năm thôi, cái đó nó cũng khá là dễ. Hàng ngày khi gặp nhau thì mặc cái bộ vía đẹp nhất có thể, rồi chị em chúng ta thì trang điểm. Không phải là mình muốn che giấu cái xấu mà mình muốn đem cái đẹp nhất cho người mình yêu thương. Cái đó không có xấu tí nào. Nhưng mà khi về nhà rồi bắt đầu là cái áo có thể là nhàu nát này, hay là cái quần xà lòn cũng mềm, rồi đầu tóc lại không chải chút, thì tự nhiên chúng ta lộ ra những cái mặt khác. Và sống lâu với nhau thì chúng ta cũng sẽ bị có những cái nhàm chán. Vậy đây mới là cái bài toán khó này. Đúng. Làm thế nào mà một cặp vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm mà vẫn có thể có sức hút một chút với nhau? Chị biết nó khó nhất ở cái gì không? Nó khó nhất ở chỗ đó là thà đó là một cái quan hệ tình yêu. Đúng rồi. Chưa buộc ràng, chưa có một cái sự bảo hộ của pháp luật, chưa có một cái nghi thức văn hóa diễn ra, chưa có những cái định danh con dâu con rể, nhà chồng nhà vợ. Thì trong trường hợp này ưng thì đi tiếp, cảm thấy hết sức chịu đựng thì thôi, cuộc tình này dừng lại, nó đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng nếu như đó là một cuộc hôn nhân, đôi khi nhàm chán vẫn phải chấp nhận. Và cái khó nó nằm ở cái đoạn là làm sao tôi bước ra, hoặc làm sao tôi ở chung với cái điều đó mà tôi thấy hạnh phúc. Đó là cái khó. Tuy nhiên trước khi em trả lời, muốn hỏi Mai chuyện dài. Mai hoạt động trong lĩnh vực về chăm sóc sắc đẹp. Em sẽ hỏi một tí về cái chuyên môn, cái nguyên tắc gì đó. Ví dụ như bây giờ có hai vị khách tới và cần được hỗ trợ để mình có thể đẹp hơn, mình có thể lộng lẫy hơn. Bây giờ em lấy ví dụ một cái kỹ thuật làm đẹp nào mà nó phổ biến đây ta. Dạ, em lấy ví dụ như là công nghệ trẻ hóa bằng cách tiêm filler đi ha. Nhưng mà hai vị khách tới với chị, một vị khách là mới có 25 tuổi thôi. Nhưng mà một vị khách là 45 tuổi rồi. Và họ đều chọn cái giải pháp là tiêm filler nha. Đúng rồi. Nhưng mà hai người này khi mà bên chị Mai xử trí và hỗ trợ cho khách hàng thì bây giờ nó sẽ phải khác nhau cái gì trên hai cái đối tượng nè? Chắc chắn khác chứ. Một bên là tiêm filler ở tuổi 25 là có thể che khiếm khuyết, nhưng đồng thời là cũng tạo nên cái đường nét trên gương mặt mà cô ấy mong muốn. Còn ở phụ nữ 45 tuổi này, tiêm filler với mục tiêu là xóa những nếp nhăn, nghĩa là vẫn giữ được cái sự trẻ trung và xóa đi những cái dấu hành trên năm tháng. Chào khoan Mai, em thích Mai cái đoạn này ghê á. Tại sao? Tại vì mình được bộc lộ cái chuyên môn của mình á. Đúng rồi. Trời, Mai thần thái mọi người. Mọi người có phát hiện ra không? Vậy thì Nhi A phải là rất là may mắn rồi, bởi vì sự xuất hiện của Nhi A luôn luôn là nói lên những cái đam mê, những cái kiến thức, cái hiểu biết của mình. Thế là Nhi A sướng hơn Mai rồi đó. Thôi nhưng thật cái cả ngày đó. Quay trở lại, tại sao em hỏi Mai câu đấy? Bởi vì rõ ràng là nó là một thôi. Tức là mình nhìn ở trên cái kỹ thuật là nó đồng dạng. Nó đều là mục tiêu trẻ hóa. Nó đều là đồng dạng về kỹ thuật, thậm chí là cái chất liệu để thực hiện cái kỹ thuật này. Đúng. Nhưng mà bạn có hai độ tuổi khác nhau. Tôi sẽ phải có những cái xử trí khác nhau. Mục tiêu khác nhau. Mục tiêu khác nhau. Thế thì khi bạn đang yêu và bạn kết hôn, rõ ràng nó đang ở hai giai đoạn khác nhau về bản chất mối quan hệ. Nhưng chúng ta đã quá sai lầm ở một cái điều, đó là chúng ta hay nói cái câu này nè:
sao anh không giống hồi xưa? À đúng. À, sao em không như hồi đó? Ừ. Ủa em hồi đó là em hồi đó, còn em hồi bây giờ là hồi bây giờ chứ. Đúng. Và đặc biệt hồi đó tụi mình là người yêu, còn bây giờ tụi mình là vợ chồng. Ừ. Nhưng chúng ta đã ôm những cái tham vọng nó phi lý ở chỗ là tại sao anh không lãng mạn được như ngày xưa? Thực ra thứ nhất là anh không thể lãng mạn được như ngày xưa. Cái thứ hai, bây giờ dù anh có lãng mạn giống như ngày xưa, nó cũng không thực hiện được trong cái bối cảnh này. Cái lãng mạn hồi xưa là cái lãng mạn mà chưa có hai đứa trẻ, là cái lãng mạn mà chưa phải canh giờ để pha sữa thay tã. Ừ. Còn cái lãng mạn này là cái lãng mạn nó là một cái chất liệu cuộc sống khác. Như vậy thì mình phải có kỹ thuật khác, mình phải định nghĩa lại mục tiêu khác nhau. Nhưng chúng ta đã không làm điều đó, nhưng mà chúng ta ôm cái hào quang của dĩ vãng. Ừ. Và chúng ta sử dụng cái ánh sáng của hào quang đó để làm nhòa đi cái hiện tại đang có. Ừ. Thì chắc chắn là chúng ta cảm thấy đau khổ. Đó là cái nguyên tắc đầu tiên nhất, là bạn phải ý thức được rằng cái bản chất mối quan hệ hiện tại ở cái thời điểm đó của các bạn là cái mối quan hệ có cái đặc thù gì. Ừ. Mình không muốn mọi người nghĩ theo kiểu là hôn nhân rồi thì hết lãng mạn. Em rất không thích cái suy nghĩ này. Mà chúng ta hãy hiểu rằng hôn nhân thì chúng ta lãng mạn theo kiểu khác. Bởi vì lúc này đòi hỏi cuộc sống của bạn, nó đòi bạn đối diện với những vấn đề khác. Cái bản chất mối quan hệ ràng buộc giữa hai bên nó khác. Mục tiêu chúng ta xây dựng với nhau nó khác. Và cái sức lực để chúng ta dồn vào cái cuộc lãng mạn đó nó cũng phải khác luôn. Vậy thì chúng ta đừng đòi hỏi nó y chang ngày xưa, mà hãy hỏi rằng trong bối cảnh này thì mình nên làm như thế nào. Có nghĩa là chúng ta cũng phải chững chạc, lớn lên, trưởng thành hơn cùng với cái tình yêu mà đã bày dày qua năm tháng với người mình yêu. Nếu như hồi yêu nhau á, thì chúng ta hỏi là bây giờ tặng bông làm sao cho lãng mạn. Bây giờ tặng bông thì kết hôn vẫn nên tặng. Ví dụ như ngày xưa thì bây giờ làm sao để một buổi hẹn hò nó trở nên lãng mạn. Thì nếu như cưới nhau rồi thì hỏi làm sao để một buổi đi khám thai nó trở nên lãng mạn. Một cái sự thực tế được mà một cách, người... cách rõ ràng. Bây giờ chị nghe cho một bài toán phải lãng mạn. Bây giờ làm sao, giờ chị làm sao đó. Ủa thì bây giờ dẫn vợ lên xe. Đúng không mà? Yeah. Chọn cho vợ một cái áo bầu mà nó đẹp nhất. Rồi em ăn gì, em uống gì để tốt cho thai nhi mà em cảm thấy em thèm cái món đó. Anh đi mua, mua một cách bất ngờ. Dễ thương. Chứ bây giờ đòi phải lãng mạn như một cuộc hò hẹn. Ở đâu ra, làm không có được. Mà thực ra người ta cũng không thể làm luôn. Vì cái bối cảnh đó bạn buộc phải đối diện mà. Nên mình nghĩ rằng nếu như mà chúng ta ý thức được cái điều này ngay từ đầu, chúng ta giải quyết được rất 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 nhiều chuyện khác luôn. Nhưng mà vì chúng ta đã bị dính ở chỗ này, cho nên những cái chỗ khác nó sai theo. Nó ở trong hôn nhân. Một cuộc hôn nhân vẫn có thể lãng mạn và vẫn tạo ra chất liệu mới. Có điều bạn phải hiểu rằng lúc này câu chuyện của các bạn là câu chuyện về kinh tế. Cùng nhau làm giàu, cùng nhau nuôi dạy con cái. Nếu như ngày xưa chúng ta nói với nhau về gu thời trang của mình thì bây giờ vẫn có thể còn, nhưng giảm xuống và bắt đầu lấp vào đó cái câu chuyện là bữa nay con mình biết lật biết bò, bữa nay con mình biết đánh vần. Bữa nay bạn này bắt đầu biết hỏi những câu hỏi là tại sao mẹ đẻ được con rồi đó anh. Nghĩa là chúng ta trao đổi với nhau về cái hiện sinh của cuộc sống. Hay quá. Thì thì làm sao mà hết chuyện để nói được chị. Nó quá trời chuyện. Nó quá luôn. Từ vì hai người đều có những cái mối quan tâm chung với nhau. Thành đã tránh được cái câu hỏi mà nhiều người trong gia đình á, phụ nữ có người thì thích được tặng hoa. Mà có người thì bảo trời mua hoa hoẹn chi cho tốn tiền, chuyển tài khoản đi. Nhưng mà thực ra như chị vừa chia sẻ thì rất nhiều cách để chúng ta có thể lãng mạn hóa những cái hành động hàng ngày. Thấy vợ mệt pha cho vợ một ly nước, thấy chồng mới đi làm về vất vả một ly nước cam để trên bàn. Nghĩa là nhiều cách, không một cái khăn lạnh. Đúng. Nhiều cách để chúng ta có thể lãng mạn mà không bị khắc khẩu giữa cái chuyện hoa hay là chuyện mà thông lệ mà chúng ta thường nghĩ đến. Dạ, phải không chị? Chính xác. Và có một cái điều nữa về kỹ thuật á. Thì thường khi mà yêu nhau các bạn còn chịu trao đổi, mặc dù yêu càng lâu thì càng giảm. Nhưng mà đến khi kết hôn rồi thì gần như chuyện này là nó tuyệt giao luôn. Kiểu như mọi người nói hầu như không nói chuyện với nhau. Thực tế nó là một trong những cái cách làm chết cuộc hôn nhân của mình. Các chị vợ thường hay nghĩ rằng ủa yêu em lâu như vậy rồi, cưới em về rồi thì anh phải tự biết em cần gì chứ. Không ạ, mấy ảnh không phải là dông. Mấy ảnh không tự biết được mấy chị ơi. Mình nói người ta mới biết. Dĩ nhiên là sẽ có tùy anh chồng phải nói một cách cụ thể 1+1=2. Nhưng mà có nhiều anh thì nói mé mé thôi thì anh sẽ biết, thì mình cũng phải biết cái chồng mình là thuộc cái nhóm nào. Nhưng chắc chắn một điều là anh phải tự biết, anh không tự biết được. Và cái đối diện về vai trò của một người chồng, một người cha sau hôn nhân, nó sẽ làm cho anh bận tâm đến rất nhiều vấn đề khác. Em không có ý bên nam giới ở đây, mặc dù nam giới đầy tội ra nha. Nhưng mà trong trường... Bữa nào có một bài ngồi kể tội nam giới nha. Em đồng ý, em hẹn chị bữa đó luôn. Nhớ mọi người nhớ coi số đó nha. Thì thực ra phải nói, trong
mà thực đây là nguyên tắc trong tất cả các mối quan hệ. Sau này chúng ta có con cũng vậy, chúng ta cũng phải duy trì cái việc là giao tiếp thường kỳ, được chia sẻ với nhau thì mới hiểu. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là gì? Đó là sự xuề xòa, tùy tiện. Em dùng từ tùy tiện, em thích cái câu này của ông bà để lại lắm Mai, đó là tương kính như tân. Dễ thương ha. Tương kính như tân ở đây nó đòi bạn phải lưu ý rằng là bạn luôn phải tạo ra những cái điều mới mẻ trong cuộc hôn nhân của mình. Như tân là như mới mà. Cái thứ hai đó là cái sự ngưỡng vọng mà chúng ta dành cho nhau nó vẫn phải có, chứ không có nghĩa là tôi đã câu được con cá đó rồi thì bây giờ tôi không cho nó ăn nữa. Có ai mà bỏ mồi câu cho một con cá đã được câu rồi đâu. Ủa bạn không cho nó ăn nó chết đó. Bạn bắt được rồi nhưng bạn không cho ăn là chết đó. Tình yêu cũng vậy. Đúng, cần rồi. Nuôi dưỡng, cần chăm sóc. Bạn phải nuôi người ta chứ, nuôi cái tình cảm của hai người chứ. Tương kính như tân ở đây nó còn nói về cái sự khách sáo nhất định mà chúng ta cần phải có. Dĩ nhiên có những cái thói quen sinh hoạt không quá căng thẳng, bạn được quyền thể hiện con người thật của mình. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ nó trở nên tồ lô ra, nó làm cho mình trở nên xấu xí rồi coi như nguyên tắc gia đình cũng không còn gì cả. Thực ra chúng ta càng có nề nếp, càng giữ gìn thì cái độ gắn kết thực ra nó lại càng lâu, bởi vì nó có một vùng bí ẩn mà người còn lại vẫn muốn được tiếp tục khám phá. Còn lại bày ra hết thì thôi, không cần khám phá gì nữa. Đúng rồi. Mai cũng thấy được cái thông tin của khán giả đặt câu hỏi nhiều dành cho chị nè, đề tài hấp dẫn quá mà. Đâu để Mai xem. Ưu tiên cho để cho quý vị khán giả đặt câu hỏi với chương trình. Xin mời bạn ạ. Alo. Dạ, chào chương trình. Em năm nay 24 tuổi, quen bạn gái cũng đã được 2 năm. Bạn bè của em đã bắt đầu lập gia đình. Điều này khiến em cảm thấy đã đến lúc mình cần ổn định. Tuy nhiên em cũng không biết là bản thân đã sẵn sàng cho việc kết hôn chưa. Mong chương trình cho lời khuyên. Vậy là em chưa sẵn sàng á. Em sẵn sàng, em không có đi gọi hỏi như vậy đâu. Đúng rồi. Đúng không chị? Đúng, đúng. Thực ra em có trách nhiệm. Em có trách nhiệm với mối quan hệ của mình. Em có mong muốn được phát triển mối quan hệ này. Nhưng mà khi mình vẫn còn ngồi mình sẵn sàng chưa ta thì tức là mình chưa sẵn sàng. Tuy nhiên khi mà em đã hỏi, em đã thành tâm muốn biết thì tụi chị sẽ rất là thành ý đưa trả lời. Mình sẽ phải quay trở lại vấn đề của em, chị khẳng định luôn là sự sẵn sàng nó chưa đầy đủ. Vậy thì câu hỏi kế tiếp mà em cần phải đi giải đáp đó là mình đang chưa sẵn sàng cái gì. Chứ bây giờ mọi sự nó mông lung như vậy thì không có cách giải quyết. Nếu như em cảm thấy là mình yêu 2 năm thì cũng được rồi, nhưng mà mình sẵn sàng chưa ta, vậy thì mình trả lời là hôn nhân nó cần cái gì. Nếu như mà em đáp ứng được những tiêu chí cơ bản thì coi như là đáp án là được rồi. Tới, còn không thì vẫn phải đi xây. Một, kinh tế. Cưới nhau về ở đâu em? Cưới nhau về rồi đời sống kinh tế hai vợ chồng như thế nào? Các bạn đã có giải pháp cho điều này chưa? Dĩ nhiên giải pháp thì nó chỉ là dự trù thôi, nhưng mà cũng phải có cái dự trù. Rồi phải có một cái kịch bản. Hai đó là vận hành gia đình, việc anh, việc em, việc chúng ta nó như thế nào? Nguyên tắc xây dựng gia đình, lễ nghĩa với cha mẹ hai bên, tứ thân phụ mẫu. Rồi, kế hoạch sinh con. Và đặc biệt một điều nè, là bạn gái của em phản hồi với em như thế nào về kế hoạch kết hôn. Tại vì người ta là một nửa của câu chuyện. Một mình em đâu có đi kết hôn được, em tự cưới lấy chính mình nè, đúng không? Vậy thì đó là những cái gạch đầu dòng cơ bản chị muốn hồi đáp cho cái câu hỏi này. Khi mình vẫn còn lăn tăn thì thực sự nó vẫn chưa phải là sự sẵn sàng. Nhưng mà cái sự lăn tăn đó chị đánh giá rất là cao cái tính trách nhiệm của em. Thưa quý vị, thì có nhiều người kết hôn á là bởi vì nghĩ rằng đến cái thời điểm, mà nhiều khi thời điểm cũng chưa phải đúng thời điểm, cũng chưa đúng người đó. Có những trường hợp như vậy. Hoặc là có những người kết hôn vì nghĩ rằng là để thể hiện sự trưởng thành, hoặc là vì áp lực từ xung quanh gia đình, rồi mọi người, rồi bạn bè. Vậy thế ai cũng kết hôn rồi thôi mình cũng làm đại đi cho nó cho có với người ta. Đó thì tiến sĩ người Mỹ Jill Brewer, tác giả của nhiều cái cuốn sách nói về mối quan hệ, lý giải tại sao không kết hôn, vì có rất là nhiều lý do sau đây, để Mai cùng trích đọc nha. Đừng kết hôn để chứng minh điều gì đó. Đừng kết hôn để chăm sóc hoặc được ai đó chăm sóc. Đừng kết hôn để cảm thấy bản thân có giá trị. Đừng nghĩ rằng kết hôn khi bạn đã đến tuổi. Và đừng kết hôn để bù đắp những tổn thương. Thì năm cái điều vừa rồi thì không biết là chị nghĩ như thế nào? Nó được coi là một cái kết luận khá là toàn cảnh. Về việc bạn đưa ra cái quyết định kết hôn của mình. Bởi vì cần phải hiểu rằng hôn nhân nó không phải là một giải pháp để đi cứu cánh cho một điều gì hết. Hôn nhân nó là một cái chặng đường mới trong cuộc đời của bạn, và nó đòi hỏi những cái điều kiện
để bạn đáp ứng lại cho nó. Vậy thì một cuộc hôn nhân nó cần được trả về đúng chỗ của nó là bởi vì bạn muốn xây dựng một quãng đời mới với một đối tượng thứ hai. Người đó đồng thuận với bạn về mục tiêu cuộc sống. Các bạn có những cái tiếng nói chung để có thể đàm thoại với nhau tiếp tục, bởi vì chặng đường sau này có nhiều cái nảy sinh lắm. Chứ cuộc hôn nhân giống như chị Mai đã trích dẫn và chúng ta vừa mới được nghe chia sẻ, nó không phải là giải pháp để bạn đắp đổi cho một cái cuộc tình để lại vết trầy xước trước đó. Nó cũng không phải là một cái huy chương gì đó để mình gắn lên trên người rồi mình tự hào với người khác về một cái thành tích. Hôn nhân nó không phải là thành tích, bạn xây dựng cuộc sống đó như thế nào. Nó mới là cái câu chuyện bạn đem ra bạn nói chuyện với người khác. Chứ còn một cái đám cưới chẳng chứng minh được gì ở đây hết. Như vậy thì hôn nhân hãy trả về đúng chỗ của nó. Đó là một chặng đường mới. Nó cũng giống như bao nhiêu quyết định khác trong cuộc đời chúng ta vậy đó. Bạn học đại học, bạn đến với một công việc, thì cái sứ mệnh của cái việc đó là cái gì thì phải trả về đúng chỗ của nó. Không thể đi học đại học bởi vì rảnh quá đi được. Không thể đi làm là bởi vì tại vì ở nhà buồn ngủ nhiều quá nên thôi đi làm, nhưng mà bạn làm được không mới là vấn đề, kiểu vậy. Nên là hãy nhận diện coi là cái điều mình đang tiếp cận, bản chất của nó là cái gì, và mình có đủ cơ sở để đáp ứng lại cái bản chất đó hay không. Nhưng mà chuyện gì xảy ra khi ở thời đại này, khi mà cái tỷ lệ ly hôn rất là nhiều, có thể ta mất vì niềm tin về tình yêu, hay người ta thiếu kiên nhẫn, hay là người ta ít nghĩ cho nhau, cái tôi được nâng lên cao quá. Em nghĩ là gì nè, bởi vì nó đang là một cái bối cảnh thời đại của chúng ta, nó đang là một cái thời điểm mà nó có nhiều cái tác động để cái việc người ta quyết định ly hôn á nó dễ diễn ra hơn ngày xưa. Chúng ta cũng không thể thông qua tỷ lệ ly hôn để nói rằng là người trẻ ngày hôm nay sống kém hạnh phúc hơn người xưa được. Cái vấn đề là người xưa người ta cũng không hạnh phúc đâu, nhưng mà người ta sẽ có một cái quyết định nó khác để người ta chấp nhận cái sự không hạnh phúc đó. Nên là những cái sự so sánh nó cũng cần phải được đi vào bản chất luôn. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay tỷ lệ ly hôn nó đông? Bởi vì đầu tiên là chúng ta tiếp cận con số nó nhiều. Mà tại sao tiếp cận con số nó nhiều? Em lấy ví dụ ngày xưa mà người ta ly hôn á, thì thực ra ở cái ấp 1 ly hôn á, thì chỉ có ấp 1, ấp 2, ấp 3 biết cái chuyện đó thôi. Nhưng nếu như bây giờ một cái ấp 1 ly hôn á, thì cả thế giới biết, vì chúng ta ở trong thời đại công nghệ. Một cái post lên một cái thì tất cả những nước nào mà có kết nối internet đều có thể đọc được cái post đó mà. Vậy thì tự nhiên bạn thấy dồn dập sự kiện, cái bạn có cảm giác nó rất là nhiều. Cái điều đầu tiên là bạn tiếp cận con số nhiều thì tự khắc bạn sẽ thấy nhiều. Và chúng ta dễ dàng cho rằng thời đại này nó nhiều, nhưng mà nếu như tính trên tỷ lệ đầu người thì cũng chưa chắc là thời nào nhiều hơn thời nào. Bạn muốn nói nhiều hay ít, bạn phải tính trên tỷ lệ dân số, bạn phải có thống kê chứ. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đang tiếp cận với thông tin đó nhiều hơn. Bởi vì ngày xưa không có internet. Đó là điều đầu tiên để lý giải về cái nhiều đó. Cái thứ hai đó là người ta có nhiều cái cơ hội khác để người ta đi đến cái việc ly hôn mà đời người ta vẫn tốt đẹp hơn. Ví dụ như ngày xưa người phụ nữ ly hôn thì người phụ nữ có vẻ như không hạnh phúc được đâu, bởi vì họ bị định kiến nè, họ bị rào cản xã hội nè, và đặc biệt là cái cơ hội việc làm cho người nữ ngày xưa nó không có nhiều. Nên đời sống của họ trong hôn nhân họ bị phụ thuộc nhiều vào nam giới. Mặc dù cái sự lam lũ của phụ nữ ngày xưa cũng rất là khủng khiếp, nhưng người ta vẫn định kiến rằng đàn ông là cái người mà đi xây nhà mà. Bây giờ nếu như tôi rời khỏi cái ngôi nhà đó rồi tôi ở đâu? Trong khi cái xu thế xã hội, đặc biệt xã hội phong kiến của châu Á, lại không có nhiều cơ hội việc làm bên ngoài cho phụ nữ. Nhưng mà ngày hôm nay tôi rời khỏi cuộc hôn nhân tôi vẫn tự sống được. Thứ nhất là tôi vẫn có sinh kế, tôi vẫn có công ăn việc làm. Cái thứ hai là tôi được ghi nhận, bởi vì cái nhìn về người phụ nữ ở thời đại này nó không có hạn hẹp giống như ngày xưa. Thì tôi không có gì tôi phải sợ hãi hết. Và điều đó nó làm cho người ta mạnh dạn đưa ra cái quyết định ly hôn. Ở đây thì em không nói rằng là nên ly hôn hay không nên ly hôn, nhưng mình đang nói đến cái điều gì nó tác động đến để người ta chọn ly hôn nhiều hơn. Và cái thứ ba đó là cái sự tôn trọng. Nếu như mà ngày xưa tôi không được tôn trọng trong gia đình, thực ra tôi cũng rất sợ bước ra bên ngoài vì bên ngoài có tôn trọng tôi hay không. Nhưng mà nếu như bây giờ gia đình không tôn trọng tôi thì tôi còn rất nhiều cơ hội khác để tôi chứng minh bản thân mình. Thì tại sao tôi không đi tìm lấy hạnh phúc đó cho riêng mình? Và đặc biệt một điều đó là những cái sự cởi mở về mặt văn hóa và những cái định kiến về tiêu chuẩn một gia đình có vẻ như nó đã đỡ ngộp thở hơn ngày xưa. Người ta không ủng hộ ly hôn, không dương một cái ngọn cờ kêu ly hôn đi, nhưng người ta nói bạn hãy sống hạnh phúc đi. Như vậy thì nếu như cuộc hôn nhân đó nó là địa ngục thì tôi bước ra. Nhưng hồi xưa thì người ta không nói như vậy. Hồi xưa thì người ta nói đó là phải là một cái gia đình có trên có dưới, có đủ cha đủ mẹ đủ vợ đủ chồng thì nó được coi là chuẩn mực. Còn bây giờ sự chuẩn mực nó nằm ở chất lượng cuộc sống. Và khi chúng ta định nghĩa khác đi thì tự khắc sẽ có những cái diễn biến nó khác theo. Tuy nhiên thì quay trở lại, khi mà phân tích như vậy không phải để nói rằng là bạn ly hôn đi không sao,
Và chúng ta phân tích như vậy để chúng ta thấy rằng nếu như tôi vẫn muốn xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì tôi lưu ý cái điều gì? Thì rõ ràng là bạn vẫn phải lưu ý về cái câu chuyện là người phụ nữ họ có cảm thấy được tự tin không? Hoặc là rộng hơn là từng thành viên trong gia đình có cảm thấy được tôn trọng. Đây có phải là nơi mà mình muốn trở về không? Đây có phải là cái nơi mà mình được cùng nhau trải nghiệm để mình thấy được cái sự đẹp đẽ của cuộc đời này là cái gì hay không? Thì hôn nhân của bạn nó sẽ bền vững. Còn nếu như mà bạn vẫn vận hành cái cuộc hôn nhân theo cái tư duy cũ kỹ mà cái bối cảnh xã hội thì nó đã khác rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp chuyện tan vỡ không? Dạ, như vậy thì ngoài nó ra thì cũng còn cả những cái sự khôn khéo, sự nỗ lực người trong cuộc. Ví dụ như ngày xưa người ta ví như là cái tivi mà nó hư á, ta đi sửa. Đúng rồi. Còn giờ tivi nó hư, ta mua cái mới, ta thay cái mới. Thành ra là, và chưa kể là mạng xã hội, rồi ngay cả những cái chương trình, những cái app hẹn hò, rồi làm những cuộc tình công sở, vân vân, nó cũng là những cái mà nó làm cho cái hôn nhân của chúng ta luôn luôn phải cẩn thận, luôn luôn phải có những cái lưu ý. Thì chị chia sẻ những cái lưu ý nào ạ? Em chia sẻ rằng là người trẻ nói riêng và thế hệ của chúng ta đang sống ở thời đại này nói chung á, thì để giữ một cái cuộc hôn nhân mà nó lâu dài, cái sự nỗ lực của các bạn nó phải gấp rất nhiều lần so với trước đây. Trước đây có nhiều người giữ cái cuộc hôn nhân đó giùm bạn lắm. Trước đây cái việc ly hôn thực ra người trong cuộc đôi khi không cần phải cố gắng gì hết đó. Tại vì ba má hai bên, định kiến xã hội tự khắc cái cuộc hôn nhân của bạn nó phải còn. Nhưng mà ngày hôm nay nếu như bạn không giữ thì nó không còn. Bởi vì bạn sẽ liên tục nghe người ta nói trời được cũng được thôi em, rời nhau ra đó, hư mua mới đúng gì mắc gì đúng rồi. Như vậy thì nếu như mình vẫn muốn giữ thì cái sự nỗ lực bên trong nó phải, và cái sự gắn kết, cái chất keo bên trong nó phải rất là lớn. Như vậy thì vẫn phải quay trở lại đúng cái câu chuyện ngày hôm nay, đó là cuộc sống hôn nhân của bạn có chất liệu không. Nếu như một tháng không ăn cơm nhà một lần nào, rồi nửa năm rồi cả gia đình không có đi đâu chung với nhau, thậm chí chỉ đơn giản đó là đi lòng vòng ở một nơi gần thôi, không cần phải đi xuất ngoại gì hết, tuyệt nhiên là không có. Bao nhiêu lâu rồi bạn không chia sẻ một cái niềm vui của mình, một cái sở thích của mình cho người còn lại. Đó là tất cả những cái sự im lặng trong cuộc hôn nhân đó, thì cái việc mà bạn bị bóc tách ra nó nhanh lắm. Trong cái thời đại ngày hôm nay, bởi vì ngoài bạn thì người ta còn mạng xã hội, người ta còn hội bạn, người ta còn công việc. Nhưng mà ngày xưa ngoài ông chồng đó thì không còn gì hết. Nên muốn hay không thì vẫn ở yên đó, nhưng mà ngày hôm nay thì khác. Người ta sẽ bị lôi kéo bởi nhiều cái tác động khác hơn. Thì cái sự rời bỏ hôn nhân nó sẽ diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Và Mai cũng nhận được tín hiệu cho thấy là cũng có nhiều cái thông tin của khán giả gửi về để mới đọc một cái cho chị nha. Chào chương trình, mình mới kết hôn được một tháng. Lúc đầu mọi việc bình thường, thế nhưng cách đây khoảng một tuần mẹ chồng mình họp gia đình và tuyên bố là giao cho mình nhiệm vụ nấu ăn sáng cho cả nhà. Ban ngày thì mình đã vất vả đi làm từ sáng đến tối ở công ty, buổi sáng phải thức dậy sớm nấu ăn thì quá sức là khả năng của mình. Mình có thể đề xuất phương án là ăn bữa sáng bên ngoài nhưng mẹ chồng không đồng ý, bà cho rằng ăn ngoài không hợp vệ sinh và tốn kém. Nhưng mà nếu mình không nghe theo á thì bà giận dỗi khó chịu với hai vợ chồng mình. Điều này làm cho không khí giữa mình và chồng hay căng thẳng. Anh em bảo rằng mẹ lớn tuổi rồi, thôi thì cứ chiều mẹ. Nhưng nếu mà theo mẹ thì sức khỏe của mình không đáp ứng nổi. Mong chương trình tư vấn giúp mình phải làm sao. Hiện tại mình cảm thấy rất là mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Đúng là rõ ràng là một cái bài toán khó, đây không phải là dễ ha chị ha. Nhưng mà đây là một điển hình cho thấy rằng là các bạn đã bước qua một cái cuộc chơi mới mà các bạn quên mất update luật chơi. Các bạn quên mất luật chơi của cuộc hôn nhân là cái gì? Thống nhất ngay từ đầu phải không chị? Chúng ta bước vào hôn nhân, chúng ta bước vào một cái luật chơi, một cái cuộc chơi mới mà chúng ta giữ luật chơi cũ, thì kiểu là công việc của em vẫn nhiêu đó nha. Em không giảm công việc. Em ở chung với mẹ chồng. Nhưng mà em không thay đổi cái nết của em nha. Ở đây mình không nói mẹ chồng đúng hay là cô dâu sai hay là anh chồng tội nghiệp. Mọi người đều bình đẳng với nhau trước cái sự kiện này. Cái quan trọng là có vẻ mọi người bị quên á, bị quên rất nhiều bước. Cái điều đầu tiên đó là bạn phải hiểu rằng sống chung với người nhà của một trong hai bên thì nó là một cái nếp nhà. Và bạn là người mới thì bạn phải quan sát cái nếp nhà đó như thế nào. Bạn phải thấy là nếp nhà này luôn luôn ăn sáng ở nhà. Vậy thì bạn phải dự trù được cái giải pháp là cái người già ấy vẫn sẽ chăm sóc cho đám trẻ trong nhà bao gồm cả mình. Hay mình sẽ là cái người thay thế như trách nhiệm của một thành viên trong gia đình. Ở đây mọi người đã bị dính mắc nhiều vào câu chuyện là cứ con dâu là phải làm. Nhưng nếu như chúng ta nhìn ở một cái góc độ khác nữa, đó là tại sao chúng ta không coi mình là một thành viên của gia đình và đó là trách nhiệm chung. Mà thế là muốn có trách nhiệm chung thì anh chồng vô bếp cùng với mình. Có nghĩa là sơ khởi
khái quát cái câu chuyện này thì mình thấy rằng là chúng ta đã quá hồn nhiên cho một cái giai đoạn mới của cuộc đời. Quay trở lại với tình huống này, thực ra có 3 cách cho bạn. Nhưng mình chỉ muốn nói là cách nào nó cũng có cái được và cái mất. Chúng ta không thể đòi hỏi một cái cuộc sống mà cái gì cũng được mà không có cái được buông xuống. Thì điều đó nó chỉ làm cho bạn bị mệt mỏi thôi, bởi vì chắc chắn mà không cầm được cái gì lên hết. Rồi, một là bạn cứ kiên định với quyết định của mình đi. Cả nhà ăn sáng bên ngoài. Vậy thì bây giờ cái mà bạn được là gì? Là bạn không cần phải tốn thời gian, bạn không cần thay đổi bất cứ thứ gì. Nhưng bạn sẽ phải đối diện với cái sự không vui của mẹ chồng. Bạn sẽ phải đối diện với sự hao tổn về kinh tế. Ăn sáng ở nhà nó sẽ tiết kiệm hơn, trong trường hợp nhà của bạn hơi hơi đông người thì nấu ở nhà rõ ràng nó lợi hơn. Đi ăn bên ngoài, thế thì bây giờ bạn quyết định đi ăn bên ngoài, tức là một khoản tiền nó sẽ bị vô dư ra. Và chắc chắn là khi mà mẹ chồng không vui thì chồng không thể vui được. Mà chúng ta cũng sẽ không vui sướng gì nếu như chúng ta có một ông chồng mà mẹ ảnh không vui mà ảnh vui ngời ngời. Cũng thấy ghê lắm nha. Các cô vợ đừng nghĩ là ôi vậy là mình thắng trong cái cuộc chiến hậu cung này. Không, tôi sẽ rất hoài nghi về tư cách của người đàn ông đó. Cái người đàn ông mà mẹ mình không vui mà mình vẫn vui thì ủa anh không chuyện gì? Con trọng 12 con giáp không giống con giáp gì. Ghê lắm nha. Ghê lắm, mặc dù lúc đó là cảm giác hiện tại cho thấy là mình là người chiến thắng. Đúng rồi. Mình cảm thấy đã nư, nhưng mà người đàn ông như vậy không có ổn. Rồi, vậy thì rõ ràng là mình sẽ phải đối diện với cái sự không có thoải mái của chồng nữa. Bạn chơi được cuộc chơi này không? Bạn chấp nhận được cái sự nặng nề trong bầu không khí tâm lý gia đình như vậy không? Mà được bao lâu? Được bao lâu thì chắc chắn nó không bền. Nhưng mà đó là cái được của bạn, là không cần phải thay đổi gì cả. Cách thứ hai cho bạn là nấu ăn ở nhà. Nấu ăn ở nhà và nấu ăn đúng với ý của mẹ chồng, tức là mình làm một mình. Vậy thì bạn phải giảm tải công việc. Vậy thì bây giờ bạn có định nghĩa lại về cái bối cảnh sống của mình để mình hiểu rằng là mình đang có nhiều giá trị đang theo đuổi. Trước đây bạn chỉ có một giá trị là công việc thôi chẳng hạn, nhưng mà bây giờ bạn đã lập gia đình. Bạn lập gia đình mà bạn không chịu vun vén cho gia đình thì cái gia đình vuông tròn ở đâu ra? Chúng ta muốn gia đình viên mãn thì chúng ta phải đi bo gốc chứ. Chúng ta phải xây chứ. Một mặt bạn không muốn xây nhưng mà bạn vẫn muốn nó tròn thì ai đắp cho bạn? Vậy thì bây giờ mình sẽ phải định nghĩa lại về những cái sự theo đuổi trong mục tiêu công việc. Em cũng không thích chúng ta gọi đây là sự hy sinh, mà chỉ đơn thuần rằng là bạn đang muốn hưởng thụ bao nhiêu giá trị thôi. Bạn muốn hưởng nhiều thì bạn phải cực nhiều. Vậy thì đây là lúc bạn phải coi cái khối lượng công việc ở công ty á, mình có thể chuyển giao, mình có thể giảm bớt những cái mục tiêu mong cầu của mình hay không. Và mình sẽ là một cái người mà làm thuận lòng những người còn lại trong gia đình chồng. Vậy thì bây giờ cái điều của bạn đó là sự hài lòng của tất cả mọi người, vỗ tay. Nhưng mà cái không được là mình sẽ bị, đôi khi mình cũng chạnh lòng vì một vài điều mình phải từ bỏ. Thì bạn chịu được không? Rồi, cách thứ ba, cả nhà cùng nấu ăn sáng. Mai thích cái ý này. Đúng Mai không? Mai thích cái ý này, bởi vì chúng ta công bằng. Nếu mà để cho phụ nữ một mình thì Mai thấy cũng hơi bất công. Bây giờ ai cũng đi làm, ngày xưa khác, phụ nữ ngày xưa không bước chân ra khỏi hiên nhà. Sực sạc. Họ quay xung quanh cái bếp là cái gian nhà của mình, còn bây giờ khác. Đàn ông đi làm có tiền, phụ nữ đi làm phải có tiền để còn lo cho gia đình trong tương lai. Mai thích cái sự công bằng của cái thứ ba. Và cái gì mà nó vừa đét thì nó phải sau cùng. Cho nên em đặt nó sau cùng. Đúng. Bởi vì thực sự với mình nó cũng là cái mình ủng hộ nhất. Người chồng cũng cần phải thể hiện cái trách nhiệm trong một cuộc hôn nhân. Mẹ chồng đã ở chung với các con và thực sự đã gọi con là con dâu và coi con là con dâu thì phải cư xử với con dâu bằng sự chia sẻ, chứ không phải là bằng cái việc giao việc một cách vô cảm. Bạn coi mình là người trong gia đình chồng thì bạn phải dám có tiếng nói. Ủa, chúng ta là con dâu, chúng ta là con, chúng ta là vợ, chứ chúng ta không phải là một cái người nô lệ. Vậy thì bạn không can đảm để lên tiếng thì bây giờ ai đấu tranh cho bạn bây giờ? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không nói bằng một cái nết là bây giờ làm chung không, làm chung nghỉ. Không phải vậy. Chúng ta sẽ đưa ra đề nghị, những cái đề nghị rất là hợp lý là mẹ có thời gian ở nhà, mẹ có thể giúp tụi con đi chợ. Con sẽ lên thực đơn. Bạn tranh thủ bạn lên được thực đơn mà. Đúng mẹ rồi. Sẽ đi chợ giùm con bởi vì thời gian con không có. Sơ chế, con sẽ sáng, con sẽ cùng xuống nấu. Con nấu xong chồng con rửa. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm công việc của mình cả ngày. Và ai cũng có vai trò. Và cái điều này mình thích là bởi vì sao? Bởi vì những đứa trẻ sẽ ra đời mà gắn kết nữa. Bầu không khí đó sẽ là cái minh chứng rất là tốt để trẻ hiểu cái gì gọi là gia đình, và con cũng lớn lên theo cái dòng sự kiện đó. Đúng rồi. Ban biên tập đã chuẩn bị sẵn là 2 phong bì. Một cái là khen, một cái là chê. Wow. Chị chọn cái nào? Trời ơi, em lực quá. Nhưng mà chọn cái nào rồi, hai cái cũng đều được mở phải không? Đúng rồi, đều được mở hết á. Vậy thôi bây giờ em chọn cái ở phía dưới rồi, trước nè. Cái này ha. Rồi,
mình sẽ làm gì chị? Mình mở ra mình đọc rồi mình làm theo yêu cầu. Trời ơi. Trời ơi. Giờ ai đọc trước? À, bây giờ Mai đọc ha. Dạ. Ba kỹ năng để có một hôn nhân bền lâu. Trời ơi. Giống như chơi game, giống như khảo bài quá mọi người. Ba kỹ năng để có một hôn nhân bền lâu. Đầu tiên em nghĩ đó là có mong muốn được gắn bó, tức là cái thiện ý duy trì. Có nghĩa là gì thì gì trong đầu của mình vẫn là cái hướng đầu tiên là tôi muốn bảo vệ cái cuộc sống này, cái cuộc hôn nhân này. Cái thứ hai đó là tôn trọng và thấu hiểu. Tôn trọng và em muốn tách hai cái này ra, bởi vì tôn trọng mà không thấu hiểu thì nó khách sáo, mà thấu hiểu mà không tôn trọng thì nó thành ra đàn áp, hoặc là thậm chí là mình bắt người ta phải theo cái khuôn khổ nào đó. Cho nên tôn trọng và thấu hiểu. Và cái cuối cùng đó là thích nghi và chỉnh sửa. Thích nghi hay ở đây, quá, cái chữ chỉnh sửa hay quá, nó liên quan đến không có ai sự giống như cầu tiến, sự chỉnh sửa nó có cả sự cầu tiến trong đó. Chị Mai nói rồi, không có ai gọi là tốt một cách trọn vẹn, nhân vô thập toàn, cho nên cái sự thích nghi là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Bạn thích nghi dựa trên những cái tiêu chuẩn mà bạn thấy rằng ưu tiên nó vậy là được rồi, được cái đó quan trọng nhất, thì được cái quan trọng nhất rồi thì phiên phiến, ông bà mình có cái từ dễ thương, phiên phiến thôi. Có nghĩa cái gì mà bỏ qua được bằng sự bao dung thì bỏ qua, thì là thích nghi với cái điều đó và phải chỉnh sửa, bởi vì cả hai đều không ổn mà. Đúng rồi. Cả hai đều không phải là nhân, gọi là cái người mà toàn năng mà. Đúng rồi. Ai cũng nhân vô thập toàn, vậy thì mình cũng phải chỉnh sửa và cùng nhau chỉnh sửa nữa. Yeah. Thì mỗi ngày nó sẽ tròn trịa hơn. Hay quá ha. Đúng là thật sự ra là chén trong sóng còn thua. Thành ra ông bà mình cũng có rất là nhiều cái câu mà chúng ta thấy là chúng ta cũng có thể áp dụng trong thời buổi ngày nay. Yeah. Còn đến phần của Mai là gì, chị đọc giúp Mai với. Rồi chị Mai thân mến. Chị Mai thân mến. Nếu như đã có 3 điều gọi là nguyên tắc để đảm bảo của hôn nhân hạnh phúc đó, thì bây giờ hãy nêu ra 3 điều tối kỵ trong hôn nhân. Tức là hồi nãy là 3 điều nên làm, thì bây giờ sẽ là 3 điều không có được làm trong hôn nhân hay trong tình yêu? Trong hôn nhân. À, trong hôn nhân à. Không nên làm, thứ nhất là vị kỷ này, ích kỷ này, ích kỷ. Nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho người khác. Thứ hai nữa là ghim ở trong lòng mình cái tiêu cực. Và cuối cùng một lúc nào đó nó cũng sẽ bị bộc lộ ra. Nên trong cái mối quan hệ giữa hôn nhân là phải chia sẻ, phải nói, gọi là nói từ ngay lúc đầu để cho đối phương hiểu rằng là cái này là mình không được rồi nha, cái này em không thích rồi nha, thì để cho lần sau không lặp lại. Chứ đàn ông không nói không biết đâu. Đúng đàn rồi. Ông là họ phải rất là rõ ràng, rất là mạch lạc đâu ra đó, chứ nếu như chúng ta mà để cho họ đoán, họ đoán mò. Thực ra em thấy đàn nào cũng không nói là không có biết đâu. Đúng rồi. Phụ nữ thì chỉ có một chuyện mà nhiều khi không nói nhưng mà vẫn biết được một cái linh cảm rất thần bí, đó là chuyện ngoại tình của các ông thôi. Đúng rồi. Các ông không nói bằng một cách nào đó không biết nữa, nhưng mà phụ nữ biết. Trừ chuyện đó ra thì coi như là không nói vẫn biết. Chứ còn lại em thấy chuyện khác thì thực ra phụ nữ cũng cần được nghe thì mới biết được. Đúng là rồi. Người bên kia còn như vậy, cho nên đúng, chia sẻ. Chứ không được im lặng rồi ghim gút những nỗi đau. Cái thứ ba nữa là tránh cái trường hợp phản bội nhau. Cái gì đúng cũng rồi. Được chứ phản bội nhau là không thể được. Chẳng thà là anh có ở dơ một tí, có khi vẫn bày lại cho anh. Hay là anh bừa bộn quá, anh không gọn gàng, cũng có thể cho qua và bày lại cho anh. Nhưng mà cái chuyện phản bội thì khó có thể chấp nhận lắm. Chính xác đó, thì đó. Bởi là... vì cái chất liệu chính của hôn nhân nó phải là tình yêu. Đúng rồi. Bây giờ không yêu nhau nữa, ở chung nhau chi à, thì đúng rồi. Đúng rồi. Nên nếu như mất cái nguyên liệu chính này thì thì thôi. Thì là tan. Bởi vì cha mẹ, anh em là định mệnh. Yeah. Mở mắt ra thấy bé với kên là em mình. Cái người trên đó là chị mình, ví dụ vậy. Là cha mẹ mình có sai, có đúng gì thì vẫn là người thân thuộc của mình. Bạn bè, người yêu, vợ chồng là sự chọn lựa. Chọn sai, chọn lại. Ví dụ như vậy. Do đó là phải có thương nhau, vì nó không có gắn kết của cái sự định mệnh. Mà đây là gắn kết của sự chọn lựa. Thành ra cái yêu nhau đó là cái gọi là mấu chốt quan trọng nhất để hai bên gắn kết với nhau. Mà đã phản bội rồi thì không còn gì để nói. Tức là bạn mất cái nguyên liệu chính rồi thì mọi thứ bằng không hết. Dạ. Chị, thực ra nó sẽ có rất nhiều những cái điều tối kỵ, những cái điều không nên làm, nhiều lắm. Cho nên mới nói hôn nhân là cuộc chơi khó mà. Khó lắm. Tuy nhiên thì khó mà chúng ta vận hành thì nó mới vinh quang. Đúng rồi. Cho nên là, mà nếu như vận hành không được thì mình vận hành cái khác. Cũng chẳng có vấn đề gì. Có điều là chúng ta không thể nào có cái sự thờ ơ với nó được. Kiểu gì cũng được, tối kỵ cái gì cũng được. Nên không nên, mỗi người sẽ có tiêu chuẩn khác nhau. Nhưng chắc chắn không thể làm đại được rồi đó. Không thể làm đại, không thể cho rằng là tự nó sẽ tốt. Thì nó không có tự tốt được. Nhưng mà Mai cũng đồng ý với chị, mình lý thuyết là vậy thôi. Nhưng mà những khi thực hành chưa chắc bản thân Mai nói như vậy, hoặc là nghe được nhiều chuyên gia như vậy mà mình thực hành tốt được đâu. Thực ra nó cũng làm cái quá
trình như chị nói đó, mình cố gắng và có chỉnh sửa, có nghĩa là mình có thiện chí để mà thay đổi, để mà cùng cố gắng hòa hợp, nhưng mà mình cũng không thể dám nói được mình thành công trọn vẹn. Một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều đã đến đây để trò chuyện cùng quý vị khán giả về một cái chủ đề mà Mai nói thật sự là cân não rất là phức tạp, bởi vì nhảy tango cần hai người, không chỉ một mình chúng ta đâu, mà cần những cánh mày râu, cũng có sự đồng cảm, có sự yêu thương, có sự chia sẻ, thì may ra chúng ta sẽ có một cái gia đình phải nói là trọn vẹn, hạnh phúc như chúng ta mong muốn, và có thể sống đến đầu bạc răng long như là những lời chúc phúc mà người ta hay dành cho nhau vào những cái ngày đặc biệt của đám cưới. Một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Thanh Mai và cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.